dương là bao nhiêu một sò dương đây phải không? Là 350 một ký. Nhà mình đi tách một ký được mấy con? Thì nhà mình cứ bắt 8 con mình ta được nhiều con hả chị ha? Con sò dương không? Ốc sò dương sao không được? Anh đi bắt cá bò hòm hả? Ủa má hả? Em bán nhiêu ký vậy? Con em. Con nhiêu? Ba con cá bò hòm. Vậy mỗi người hai con đi. Lấy cho em 12 con. 12 con. Sò mai nữa kìa, con sò mai. À có nổi với mẹ kêu. Từ từ đi. Ý, nó chạy. Thôi ông cho bắt lấy con thôi nha. Dạ, ít thôi. Em có cá nó vui chứ đi. Dạ, ăn ký. Đây luôn ký nha chị. À, ký. Đi đâu? Đâu bà, em đúng ký nha, ba con ký nha. Duy ăn đi Duy. Duy ăn lại cho mọi người hiểu được cái sự ngon lành của món ăn của chúng ta nè. Đây là được chưa? Nhau hai cồi. Ok. Phục vụ nhanh như một cây chớp luôn. Vâng ạ. Mình khoảng nhiều tay bỏ cái chén đi. Từ nha. Cho mình sẽ gỡ nó ra nè mọi người. Cái nước sốt này rất, cái nước hấp của con này rất là ngon. Ngon. Ngọt liệm luôn. Giờ sẽ múc ra nè mọi người nha. Chấm như thế này. Đúng rồi. Sớm mọc. Tuyệt vời. Cái nước. Làm bia mấy ngon quá. Muốn xỉu luôn. Đây, hai cái nước chấm. Ngon thì là ngon. Gì vậy? Chậm luôn, bỏ chậm vào luôn. Không. Đó, cho nó cao. Ok. Wow. Ok. Dạ chú. Xong chưa? Để lấy cái này. Đồ có phòng này bự quá vậy. Ăn đi. Rất là ngon nha cả nhà yêu của Kem. Chị ơi cho miếng muối thì cho chị Năm. Đây. Bí mật của chúng ta chính là cái này. Bữa nay sò đông hơi nhỏ nhưng mà rất là ngon nha mọi người. Ôi trời. Đậm quá hả? Sao? Nó hơi nhỏ nha chứ không phải nó to đùng. Nó hơi bự mà ta. Nhưng mà nó tươi. Tươi lắm, ngon chị ơi. Nó tươi, ok. Rồi, cái nước chanh. Pia. Đây. Cái gì anh? Cắt đằng ruột ở dưới bỏ. Cái này làm cái gì hả chú? Một người đáng con mà. Để giống cái dâu hả? Cái dâu. Đây con này to quá nè. Nặng quá. Dâu hấp hả? Dâu hấp. Xả. Ủa sao dư con hả mọi người? Biết sao nó mà nó hấp 8 con. Cho bẻ đi. Nó có gặt hả mọi người? Cái này là gặt hả ta? Nó nói là không ăn cái đuôi, ăn máu của nó đó chị. Máu. Ăn được không? Biết rồi chị ơi. Cô mía review. Đây này chị, chị Năm ơi, chị Năm. Sao? Oh yeah, sao? Rồi mình bỏ cái phần nào? Không biết nữa, anh nói là bỏ phần đít. Cái phần màu nâu này, màu xám xám này đi. Nâu. Rất là to luôn chị ạ, nhưng mà em sẽ lấy cái này ra vì là em cho ăn. Đây ạ. Bỏ từ đó đi hả? Vâng, em xin phép là bỏ luôn vì em hơi sợ cái đuôi á. Vâng, đây là cái người thử nha. Để duy ghim cái này là cho nó dễ để mình cắn nè mọi người. Nóng quá. Rồi đây. Còn màu nâu đúng không? Giờ mình sẽ tắm bằng muối tiêu chanh nha mọi người nha. Duy là chỉ có muối tiêu chanh là ngon nhất thôi. Nghĩ nó bị trở vào. Để nhau chị. Chị cảm thấy như thế nào? Yeah. Ngon không? Sao? Nó sao? Tươi thì nói rồi. Cái này nó hơi là nó bùi. Bùi hả? Chứ mình cứ ăn vô thịt ốc. Ờ. Cái này Duy nghĩ nó là cái kiểu như là cái ăn
ai chơi một cái game không ạ? À? Cái gan của nó như vậy, cái đại khái như vậy nó bùi lắm. Game hết rồi. Nó bùi. Dâu nha mọi người, dâu dâu. La con vua Huỳnh Đế. Đang quay. Nhìn nó giống như con Sam ha. Vua Huỳnh Đế còn có hai con à. Wow. Đây có cái gì không? Đây tôi chia hết một con qua. Đưa đây. Trời ơi, có gạch nè. Xin mời mọi người xin gạch nha mọi người. Ơi, nó là một khối nha mọi người. Mía giúp bà đi. Đó. Của em hả gì? Dạ, của em á, chịu em. Trà đá. Trà đá của mía em đổ ra. Trời ơi. Em nhớ thử một miếng gạch nha mọi người. Đây nè, đây chị nhìn cái đũa của em nè. Đây. Chị ấy là nhìn em phụ em. Đây nha mọi người, đây. Chị sai ai dùng cho đây. Bây giờ Duy sẽ chấm vô muối tiêu chanh nha mọi người. Chạy nước miếng nè. Dạ. Tươi ha. Hai con đang còn giải định đạch mà. Giải định đạch luôn vậy. Ừ, cũng sống hả? Ngon quá. Mà có còn hai con mà cũng được. Oh my god. Là gì chị ha? Ô xỉu luôn. Dung nha mọi người. Biết là biết. Một chén dung thì hà. Cá bò da. Bây giờ mình đi rồi xong mình bị gút không ta? Mình thay cục một con cá bò da. Thay cục một con cá bò da. Biết là một cá bò da đi mía. Làm sao rồi? Cá chinh à? Đây là cái đũa. Lại nói bậy rồi. Ok. Giữa đi. Giữa anh ơi, đâm lũng á. Đâm lũng á. Mượn cái đồ kẹp. Đây. Không phải. Cái này nó ăn kiểu nào ta? Đó vô là thấy là da. Cá. Đó là da. Đó, thịt nè. Ôi thịt nó dày cua luôn mọi người ơi. Trời ơi, một tảng thịt. Móc ra. Wow. Xin, hàng kia người ta cái món này.